Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới thể thao của kênh bóng đá TV và thể thao TV ngày 7 tháng 2. Mở đầu bản tin, chúng ta sẽ đến với kết quả trận tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Athletic Bilbao và Barcelona. Đây là trận đấu mà Barca phải làm khách trong bối cảnh nội bộ có nhiều bất ổn với những mâu thuẫn giữa siêu sao Messi và giám đốc thể thao Eric Abidal. Athletic Bilbao thực tế không có được phong độ ổn định thời gian gần đây, thế nhưng họ luôn là đối thủ khó chịu trước những đội bóng lớn, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà. Điều này tiếp tục được thể hiện khi đội bóng xứ Bác chạm trán Barcelona tại tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha rạng sáng nay. Bất chấp việc Messi và các đồng đội vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng, Bilbao vẫn khiến hàng thủ đội khách phải thấp thỏm lo âu trong mỗi đợt lên bóng. Lối chơi đeo bám và áp sát của đội chủ nhà còn khiến các cầu thủ Barca tỏ ra ức chế. Bằng chứng là trong hiệp 1, Semedo, Messi, Alba và cả huấn luyện viên Setien đều phải nhận thẻ vàng. Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, Barca sớm có sự thay đổi đầu hiệp 2 khi tung Griezmann vào sân. Sự xuất hiện của ngôi sao người Pháp đã giúp hàng công đội khách thi đấu sắc nét hơn. Tuy nhiên, việc Griezmann hay Messi không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến họ phải trả giá. Sự nghiệt ngã của đội khách đến ở phút bù giờ thứ 3. William tận dụng rất tốt đường truyền của Gomez để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Athletic Bilbao đánh bại Barcelona và giành vé đi tiếp. Nếu như Barca phải làm khách tại xứ Basque thì Real Madrid được chơi trên sân nhà Bernabeu để tiếp đón Real Sociedad. Đây là đối thủ đang mượn tài năng trẻ Martin Odegaard của Real và chính cầu thủ người Na Uy đã khiến người hâm mộ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải trải qua một buổi tối rất thất vọng. Trong một ngày mà Real Madrid không có cả Eden Hazard và Gareth Bale trong danh sách đăng ký thi đấu, những chân sút trên hàng công của đội chủ sân Bernabeu đã không thể sớm có bàn thắng dù đã tấn công dồn dập ở những phút đầu tiên. Trong khi đó Real Sociedad chỉ cần tận dụng một tình huống phản công nhanh đã mở tỷ số phút 22 và người lập công lại chính là bài hợp đồng cho mượn Martin Odegaard từ chính Real. Nhưng cầu thủ 21 tuổi không phải là ngôi sao sáng nhất của trận đấu này mà là người đồng đội Alexander Isak. Tiền đạo 20 tuổi không được công nhận một bàn thắng trong tư thế việt vị ở đầu hiệp 2. Dù vậy chỉ cần 2 phút từ 54 đến 56, chân sút người Thụy Điển đã lập một cú đúp để giúp đội khách dẫn trước tới 3-0. Real Madrid sau đó có một bàn gỡ của Marcelo ở phút 59. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Isak lại tỏa sáng với pha kiến tạo để Mikel Merino nâng tỷ số lên 4-1. Cách biệt 3 bàn khi ấy là quá lớn và những phút cuối, dù đội chủ nhà tấn công áp đảo nhưng chỉ kịp có 2 bàn thắng của Rodrigo và Nacho Fernandez. Qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 3-4 và dừng chân ở tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây cũng là lần đầu tiên trong kỷ nguyên huấn luyện viên Zinedine Zidane, Real để thủng lưới 4 bàn trong một trận. Như vậy là vòng tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đã khép lại và lễ bốc thăm chia cặp vòng bán kết sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Trong số 4 đội bóng góp mặt ở vòng đấu kế tiếp có sự xuất hiện của cái tên Granada. Và điều này cũng là nguyên nhân khiến lịch thi đấu vòng 24 La Liga có đôi chút xáo trộn. Với việc Granada lọt vào bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, trận đấu của họ và Real Valladolid tại vòng 24 La Liga sẽ được rời sang tối ngày 15 tháng 2 theo giờ địa phương, thay vì ngày 14 tháng 2 như ban đầu. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa Valencia và Atletico Madrid sẽ chuyển sang thi đấu đúng vào ngày lễ Valentine. Cũng ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, trận chung kết của giải đấu trong 4 năm sẽ được tổ chức tại sân Estadio La Cartuja ở Seville. Đây là sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nhưng đã đóng cửa để nâng cấp từ tháng 12 năm 2018. Bên cạnh việc sửa chữa mái che và thay đổi khán đài, những nhà quản lý cũng cam kết sẽ loại bỏ đường pit dành cho môn điền kinh trước năm 2021 theo đúng kế hoạch. Liên quan đến việc chuyển nhượng, Barcelona cũng đã đồng ý bán Albert Ruiz cho Braga, câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Theo báo chí Tây Ban Nha, mức phí của thương vụ này là 8,3 triệu euro. Trong đó Barcelona kèm điều khoản được phép mua lại tiền đạo 20 tuổi với mức giá 40 triệu euro trong 3 năm tới. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 2 năm, Premier League thống nhất lại về việc mở cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè sớm và đóng cửa trước khi mùa giải khởi tranh. Và có vẻ như sau 2 mùa giải thử nghiệm, các câu lạc bộ tại xứ sở sương mù đã thống nhất lại về thời điểm kết thúc của phiên chợ hè. Theo cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm qua, các câu lạc bộ tại Premier League đã thống nhất sẽ đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè vào 5 giờ chiều ngày 1 tháng 9. Lý do của việc này là bởi theo như thời hạn cũ, các đội bóng lớn tại giải Ngoại hạng Anh sẽ rất thiệt thòi so với các đối thủ ở đấu trường châu lục khi mà thị trường chuyển nhượng mùa hè của các câu lạc bộ khác tại châu Âu thường kết thúc muộn hơn khá nhiều. Cụ thể như vào năm ngoái, khi chuyển nhượng mùa hè tại Anh kết thúc vào ngày 8 tháng 8, sớm hơn các giải vô địch quốc gia khác tại châu Âu tới 24 ngày. Ở một diễn biến khác,
sân nhà của Tottenham có thể sẽ là nơi diễn ra trận đấu quyền Anh hạng nặng giữa Anthony Joshua và Kubrat Pulev vào tháng 6 năm nay. Tay đấm Anthony Joshua tiết lộ anh muốn tổ chức trận đấu với võ sĩ người Bulgari tại quê nhà London. Chính vì vậy, Tottenham Stadium với sức chứa 62.000 chỗ ngồi là ứng viên hàng đầu bên cạnh sân Emirates Arsenal hay sân vận động bóng bầu dục Wickenham. Trong khi đó, dịch cúm virus Corona có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu mùa hè của các câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh. Trong các năm gần đây, châu Á đặc biệt là Trung Quốc là địa điểm thi đấu trước mùa giải ưa thích của các đội bóng lớn tại Premier League. Tuy nhiên, với việc dịch cúm đang bùng phát hiện nay, ít nhất một câu lạc bộ tại giải Ngoại hạng Anh đã hủy bỏ kế hoạch thi đấu tại vùng dịch. Simply sensational. It's an absolute masterclass. Yeah, raise the roof. Why not? Well, that's what it's all about. How good is this tennis? Mở đầu phần tin trong nước ngày hôm nay là một thông tin rất vui đến từ đội tuyển nữ quốc gia tại bảng A vòng loại thứ 3 Olympic 2020 với việc Myanmar để thua Hàn Quốc trong trận mở màn. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ cần vượt qua chính đối thủ này là sẽ giành vé vào vòng playoff. Và sau 90 phút trên sân vận động Jeju, các cô gái vàng của chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu đó. Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn so với Myanmar khi bước vào trận đấu tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Thực tế này đã được chứng minh khi các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chơi tốt hơn hẳn đối thủ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số không đều trong sự tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam khi có tới 10 cú sút, kiểm soát bóng tới 64,3% nhưng bàn thắng thì lại chưa tới. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phải đến phút thứ 62, Ngân Thị Vạn Sự mới mang lại lợi thế dẫn bàn cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng của Vạn Sự cũng là pha lập công duy nhất trong trận đấu này. Chiến thắng tối thiểu nhưng mang lại số điểm trọn vẹn cho chúng ta. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, cùng với Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào vòng playoff diễn ra vào tháng 3 tới. Các cầu thủ của tôi đã chơi với tất cả những nỗ lực mà họ có trong trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi có những cơ hội và không thể tận dụng nó. Đội bóng của tôi đã bị bỏ qua một tình huống nên được hưởng penalty để có được bàn thắng. Trong bóng đá, nếu bạn thua chỉ trong một tích tắc 1 hay 2 giây, bạn sẽ phải trả giá. Đó là quy luật của bóng đá. Khi mà được vào đến lọt cái vòng thứ 3 này cũng là một cái thành tích lớn lao của bóng đá nữ Việt Nam chúng ta rồi. Và lại trong cái tình trạng như tôi nói lúc nãy là đang trẻ hóa lực lượng, thế và lại vướng vào cái Tết tập luyện thì nó cũng không, nó bị ngứt quãng, thế và không được thi đấu những cái trận đấu giao hữu chính thức nào, nó cũng hơi loạc trạc. Nhưng mà và với một cái tinh thần, phát huy tinh thần của người phụ nữ Việt Nam chúng tôi, thì các bạn đã quyết tâm rất cao trong trận đấu này. Mặc dù là chúng tôi bỏ nhiều cơ hội nhưng mà cũng có một bàn thắng quyết định, thì cũng có được 3 điểm. Với thắng lợi trước Myanmar, thì đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức giành vé tham dự vòng playoff. Dù vẫn còn một trận đấu nữa gặp đội tuyển Hàn Quốc, đây là màn so tài diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 9 tháng 2 và ý nghĩa của nó là cạnh tranh cho ngôi nhất nhì tại bảng A. Và trong thắng lợi vào chiều qua của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, thì các cô gái vàng của chúng ta nhận được sự cổ vũ rất đặc biệt từ những cổ động viên. Họ là ai? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Vị khán giả đặc biệt nhất trên khán đài sân vận động Jeju World Cup trong trận đấu Việt Nam gặp Myanmar chắc chắn phải kể đến là huấn luyện viên Park Hang-seo. Đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Jeju trong ngày hôm qua, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã dành trọn vẹn thời gian để chứng kiến màn trình diễn của các cô gái Việt Nam. Sự cổ vũ này khích lệ rất lớn cho người đồng nghiệp Mai Đức Chung và các học trò của ông. Ở khu khán đài B đối diện, một nhóm cổ động viên hơn 80 người tại Jeju đã có mặt tại sân vận động từ lúc 3 giờ chiều. Họ là những công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Họ cổ vũ bằng tất cả tình yêu dành cho đội tuyển nữ Việt Nam, bằng niềm khao khát cháy bỏng trong lần đầu được xem một đội tuyển bóng đá nữ thi đấu tại Jeju, Hàn Quốc. Em ở đây 10 năm rồi nhưng bây giờ mới có một lần để có một đội tuyển như này, em rất là
mong chủ nhật tuần này thì em và mọi người sẽ cố gắng. Thôi vào thôi. Chủ nhật tuần này thì sẽ đông hơn ạ. Cách đây hơn một tháng rồi, em và các bạn đã chuẩn bị như sắp xếp về học hành và công việc, sắp xếp để quyết tâm là hôm nay có mặt tại đây ạ. Cho dù ở đảo anh nhưng mà di chuyển rất là khó khăn và phải sắp xếp công việc cũng như biết là tình hình dịch bệnh này giờ này rất là khó khăn nên là sắp xếp cố. Thi đấu trong thời tiết giá lạnh với nhiệt độ là 4 độ C, đội tuyển nữ Việt Nam có sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 80 người dân Việt Nam đang lao động và làm việc tại đảo Jeju. Họ đã sắp xếp công việc của mình để có mặt tại sân vận động Jeju World Cup để cổ vũ cho các cô gái, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và sự cổ vũ này tiếp thêm cho họ rất nhiều năng lượng và thật sự ấm lòng trong thời tiết giá lạnh này. Đặc biệt là trên khán đài của sân vận động Jeju World Cup ngày hôm nay còn có sự dự khán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và có thể thấy những sự cổ vũ rất kịp thời này đã mang đến một kết quả ngọt ngào cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trần Trần và Quang Tráng, phóng viên của Thể thao TV, Bóng đá TV, tác nghiệp tại sân vận động Jeju World Cup Stadium, Hàn Quốc. Trước khi khép lại bản tin, chúng tôi xin lưu ý với quý vị khán giả là chương trình Phương Nam Show tuần này sẽ lên sóng vào lúc 20:30 ngày hôm nay, mùng 7 tháng 2 trên kênh Bóng đá TV với nhân vật chính là tuyển thủ Lê Tấn Tài. Các bạn hãy chú ý đón xem. Quý vị cũng đừng bỏ lỡ những sự kiện thể thao hấp dẫn khác trên ứng dụng OnMe như là giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, UEFA Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Và đó cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Và để thay cho lời chào kết, chúng ta cùng điểm qua thông tin chính đã phát trong chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.